Đang trên đường đi bộ tới chùa Miếu Nổi. Bây giờ phải qua phà mới đi được. Qua đò. Tôi biết đâu, hỏi anh ta coi. Vừa khít. Cái chùa Miếu Nổi này ở đường Dương Quán Hàm đi vô. Rồi ok. Vậy thôi hả? Đã tới. Đường Tam Tạng và các vị Bồ Tát. Tượng Phật Bà. Bồ Tát Di Lạc. Trong đây toàn là mùi nhang khói không? Ủa bây giờ đi đâu má? Má? Giờ đi Bến Đò. Quay hết rồi. Bây giờ là đi đò để qua cái Miếu Nổi. Nằm giữa sông hay sao á? Một lần đi đò là 10.000. Ồ có tượng hổ nữa. Này thì phải à. Đây vé đò đi về luôn 10.000 người. Lần đầu tiên đi luôn á. Đây, bây giờ qua phà. Rùa con để phóng sanh. Chim phóng sanh. Trời ơi. Bây giờ lên đò.
Ủa ba, cái này sông gì vậy? Không biết. Con sông nhỏ. Sông Gò Vấp ha. Đang trên đường ra Miếu Nổi kìa, nó nằm đằng xa xa kìa. Đây là dân từ quận 12 qua Gò Vấp, còn lại Hữu Hòa. Ít bữa nữa xong cái cầu là không có lại Hữu Hòa nữa. Xong thì chạy ra quốc lộ 1A nè. Chạy vô ra cũng trong Sài Gòn thôi. Hiện giờ tới gần nó rồi nè. Miếu nó lại gì? Miếu Nổi. Tới gần cái miếu rồi. Miếu này ta thấy nổi lên rồi không? Sao nó thắng tù? Ok, bây giờ lên miếu. Đã lên. Đây là cổng miếu. Miếu tên là Phù Châu Miếu. Tượng thần Phật Di Lặc. Tượng Phật Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Anh biết. Tượng ai là ba? Đức Ngọc Đế.
Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh. Giá đã 20.000 mà xinh xinh. Tượng vào chú sứ ngũ hành thánh mẫu. Phóng sanh. Wow, rùa của nhà chùa nuôi hả Linh? Quá trời luôn. Nghĩ mệt. Đúng rồi.